Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán sơ tơ đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Khi các anh chị xem được video này thì chắc cũng đang trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. Thì Mai cũng xin chúc cho tất cả các anh chị có một kỳ là nghỉ lễ thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình nhé. Và ngày hôm nay thì bên Foxcar sẽ lên sóng cho các anh chị một chiếc xe Toyota Camry ở phân khúc sedan D rất là đẳng cấp sang trọng nè, mà tầm tài chính thì vừa vừa cho mình nhé. Toyota Camry đời 2019 phiên bản 2.0G màu đen rất là sang trọng luôn. Xe thì cái kích thước các chị biết rồi, phân khúc D rộng rãi cực kỳ luôn. Đi Camry thì thường mọi người hay nói là chủ tịch hoặc là dầu ngầm thôi các anh chị nha. Đây vỏ zin theo xe đi 6 mấy nghìn km mà gai vỏ còn đẹp như thế này nè các anh chị, gai gió còn luôn nhé. Mâm đúc hợp kim này nè, đét vỏ tuần thứ 14 của 2019, dòng này nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nè. Đăng kiểm đường bộ mình còn rất là dài tới tận tháng 3 2026 lận. Xe thì có dán phim cho mình rồi ha, nội thất ghế da màu đen, ghế phụ lái, ghế phụ có chỉnh điện cho mình hết, anh chủ cũng lót simili từ trước ra sau kỹ càng sạch sẽ nhé. Nội thất ốp gỗ gọi là đúng chuẩn sang trọng của Camry. Tất nhiên là trang bị option thì Mai thấy cũng không thiếu gì hết, từ màn hình nè, phanh tay điện tử, auto hold đầy đủ hết rồi. Lát nữa anh kia Mai sẽ đi chi tiết hơn về các cái option trên xe cho các anh chị mình xem nhé. Tổng thể thì có trầy xước dăm, có trầy xước dăm, báo với các anh chị có trầy xước dăm. Vì xe về thì Mai quay đúng chất xe, chất mọc cho các anh chị mình xem, và bên Mai cũng hạn chế dầm tuốt để các anh chị biết được đúng chất xe họ chủ họ xài như thế nào nè, xe có bị vấn đề gì hay không nhé. Camera lùi, cảm biến lùi được trang bị đầy đủ trên xe các anh chị nè. Gầm bệ thì còn mới, không có bị rỉ sét, không bị mối mọt gì hết nhé. Gầm con này sáng trưng à. Đấy, đẹp ha. Những dòng này thì chắc chắn không có lo gì mà xe kinh doanh hay gì rồi các anh chị. Ôi, đồ đạc còn đỉnh kỉnh ghê. Chưa có dọn, xe mới về chưa có dọn, chưa làm gì hết đó các anh chị. Nỉ nè. Rồi nhựa nè, mới tinh luôn. Phía dưới này cái chụp bánh dự phòng nè. Đấy, dự phòng này thì có sử dụng rồi nha. Đồ đạc dụng cụ sửa chữa con đội tay quay còn hết. Cái cốp của Camry thì rộng lắm. 5 cái vali còn vừa nữa. À đây, máy 2.0 tiêu hao nhiên liệu 6.5 lít trên 7.8 lít/100 cây. Camry thì các anh chị đi trong thành phố thì nó phải lên tới 10 lít. Mà thường đi Camry chắc không ai gọi là suy nghĩ gì đến xăng cộ nhiều đâu đúng không? Da ghế còn đẹp các anh chị, hàng ghế thứ hai rộng lắm, phân khúc D mà, ngồi vô tư thoải mái. Thường á đi Camry chủ tịch có thể là không phải người ngồi lái như ở trên đây của Mai đâu, mà sẽ là người ngồi sau á các anh chị. Odo 6 7.000 km chuẩn nha. Đấy, bảo dưỡng hãng đầy đủ nè, có lịch sử hãng nè các anh chị. Chìa khóa thông minh nha, đề nổ startup, vô lăng còn mới ghê hồn, không có bị những cái chi tiết hao mòn ở đây ha. Tablo cũng đẹp các anh chị, màn hình giải trí thiết kế sang ghê ha. Đây ốp gỗ luôn, phần da nè, phần da bên trong xe còn đẹp nè. Dàn lạnh sẽ là hai vùng độc lập nha, có phanh tay điện tử auto hold đầy đủ luôn. Đấy, xăng cộ là mở này sang trọng không? Ốp nè, ghế lái chỉnh điện nè. Phiên bản G thôi nhưng mà Mai thấy trang bị cũng đầy đủ lắm rồi các anh chị, mình lấy về thì đi thôi, không cần phải lên thêm gì đâu. Rồi, đi tiếp lên phía trên mà cho các anh chị mình xem qua phần động cơ nhé. Đây. Xe bên Mai thì cam kết cho các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ số 3 test hãng nhé. Các anh chị đưa vào chính hãng check test thoải mái, đúng bên Mai cam kết thì mình lấy xe. Đối với Toyota thì bên hãng họ kinh doanh xe cũ nên là các anh chị đưa vào chính hãng họ check cho mình được đâm đụng ngập nước, xem được lịch sử hãng thoải mái luôn. Keo chỉ ốc ác nguyên zin nguyên bản. Đây ốc ác sơn phết đầy đủ hết, máy móc còn rất là sáng nha anh chị nè. Chi phí test hãng thì rẻ cực kỳ luôn, chỉ khoảng tầm 800 đến 1 triệu thôi các anh chị nha. Rồi xe này còn hỗ trợ trả góp luôn, tài chính các anh chị lanh quanh khoảng tầm 250 đến 300 là mình lấy xe được rồi. Xe này hiện tại bên Mai đang bán với giá là 789 triệu nhé. Hiện tại Camry Mai còn một chiếc nữa đời 2013 đi rất là cọp, mới có 39.000 km. Xe đó thì nguồn gốc lịch sử xe rõ ràng hết nên các anh chị mình yên tâm về Odo. Nếu quan tâm xe kia thì có thể theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới có video bên dưới cho các anh chị mình xem nhé. Hoặc là có thể inbox cho Mai theo số Zalo bên dưới, Mai sẽ gửi hình ảnh thông tin chi tiết cho các anh chị mình nè. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.